Knowledge, no, this is not a word for you to pronounce acknowledge. It should be acknowledge. Acknowledge. Okay, please be careful of this pronunciation. Acknowledge. And here, so we're gonna use this grammar to practice our English speaking skill. And guys, please remember that this Saturday we're gonna study together. If you have free time or extra classes with me, which the office books, okay, please cancel because this Sunday I'm gonna be occupied with my exams in English, so I cannot attend the class this evening with you. So here we have the word acknowledge. Oh, acknowledge. Okay, that it looks very sophisticated for us to use, but if you want to use this word, you should think about the situation. When you acknowledge something or you acknowledge that something happens, it means you recognize that thing and you accept the situation. You never question the reason why it happens like this. You never wonder. You just accept everything related to the situation. So that is accept, okay? You recognize something, you are aware of that thing, you are conscious of that thing, and you accept, you admit. So that is acknowledge. Acknowledge is a combination of awareness and acceptance. Yeah, it sounds really cool, right? It sounds so cool. So we can say that acknowledge is a situation, okay. Acknowledge is a combination. You can say that it is, okay, a combination of recognition. Recognition, okay, it means awareness. It's not like you recognize that person because he is your ex-boyfriend or ex-girlfriend. It's not about recognizing the person, it is about the recognition of, okay, the awareness of something. Recognition. And here I'm gonna add the word like this: awareness plus acceptance. So let's make a situation. Here in this life, we are aware of so many things, but not everybody can be aware of, okay, everything that they do in their lives. Some people, they are unconscious of what is going on in their life, and they lose directions. They don't even know who they are. They don't know how to act. They have no morals. Okay, please remember the word moral. Moral here, it means the standards, okay, the life standards. Your standards for life, that is about moral. Okay, so here I can say that people are not conscious of their actions. And when people, even if people are conscious of their actions, they will be unaware of their consequences from their behaviors. Because these days in this society, people do not highly consider moral in their life. Vietnamese, okay, we have the word moral like this. So if you do something which is not based on moral, it's gonna be, okay, it's gonna bring bad consequences, severe consequences to other people, or it's gonna negatively impact other people's life. Here in this situation, I say that some people in this society are unconscious of their actions. They are unconscious of not only their actions, but also their thoughts. The way that they think, not based on morals. The way they think, every thought of theirs is based on their selfishness or their self-centered stage. All right, we have what like self-centered stage here. Self-centered stage, please be careful.
self-centered stage. Self-centered stage means you only think about yourself, you prioritize, prioritize, you prioritize your benefits, you prioritize your your profits. You just think about yourself, don't think about other people. So that is you prioritizing your everything. That is called a self-centered stage. Stage is a place for singers or artists to perform. A stage is also a period of time in your life in which you face something. So in this situation, I'm going to use the word acknowledge and conscious or unconscious. All right, so let's go. I'm gonna give you guys the situation. I am not conscious of my moral, okay? Because in this society, we are okay. We only think about money. We only think about earning a life, taking good care of our family. So somehow we are unconscious of our own behaviors. And our behaviors, our wrong behaviors or negative behaviors, will lead to severe consequences. And these severe consequences, people are going to say that we act not based on moral. We act without moral, without moral consideration. It means you don't think much about good people's life standards. You only think about yourself, and you start to be selfish. You start to act stingily. So that is that is what old people old people say. They're gonna say that you act not based on your moral standards. All right, and here I acknowledge the moral standards for life, because if we act morally, we are gonna bring up good terms in our life. If we act immorally, which means we are selfish to other people, we are gonna cause bad karma in our life. That is a universal law. Như vậy trong cái gọi là trong cái tình huống này, mình đang sử dụng cái từ moral. Cái từ moral nó khó, rất khó mà để sử dụng trong tiếng Anh nha. Từ moral thì nó thiên về cái chữ được gọi là những cái chuẩn mực và đạo đức, thì người ta sẽ gọi là moral standards. Những cái chuẩn mực đạo đức cuộc sống, moral standards for life. Và đây mình hay có cái từ được karma. Karma không phải là trauma. Karma, it means to do something bad. To do something bad, and you are gonna face the bad things in return for everything that you do bad, you do harm to other people. So that is karma. Karma means the bad things which you cause to other people are gonna return to you. That is two way situation. Karma được gọi là cái nghiệp trong tiếng Anh. Nghiệp ấy, giống như là tạo nghiệp ấy, create karma. Và ở đây thì mình đang có cái từ được gọi là luật nhân quả, mình sử dụng từ là universal law. The universal law gọi là luật nhân quả. Và tiếng Việt thì hay gọi là luật bất thành văn, được gọi là luật bất thành văn, spoken rules. Luật bất thành văn, it means that you spread the rules by passing the words or the rules to other people verbally. You don't write the rules down. You don't message the rules to other people. You just pass the rules to other people in a verbal way, in a spoken way. So they spoke the rules. Luật nhân quả. Và bạn giống như là bạn sẽ gặp những gì mà bạn gây ra. Thì người ta sẽ có cái câu rất là hay, you reap what you sow, là bạn sẽ gặt những cái gì bạn gây ra. Ở đây luật nhân quả, universal law, you reap what you sow, hoặc là chuẩn, đúng chuẩn của cái từ mà gọi là luật nhân quả mà của mà bên Phật pháp ha,
thì người ta sẽ gọi là causality, law. Đây mới được gọi đúng chuẩn của từ một nhân quả. Ai có đọc cái cuốn mà Kiếp Nhân Sinh với mình nó đọc thì có đọc cái cuốn đó thì có thể tiếng Việt nha, đọc cái cuốn Kiếp Nhân Sinh sinh theo cả tiếng Anh á, Many Lives Many Times, thì mình sẽ có cái từ causality law, đọc rất là hay nhá. Mà tiếng Anh dùng trong cái cuốn đó thì rất là căn bản, không phải căn bản đâu, nó ở trình độ trung cấp thôi. Universal law, causality law, karma. So I'm gonna give you guys the situation again for the word of knowledge, karma, universal law, causality law, spoken rules. And you need to use the idiom you read, what you saw in the situation. All right, okay. At a very young age, like me, whenever I do something, I always remind myself of the causality law. Because I know that what I read is going to be what I saw. If I do harm to other people, one day there is going to be someone who will show up at my door, show up in my office, and that person is going to create lots of karma, lots of drama, and I should face those karmas that I used to create to other people. So in this life, I acknowledge my moral standards. I acknowledge people's benefits beyond my benefits. Because I know that if I serve people well in the society, people are gonna bring good things to me. But if I serve people in a bad way, people are gonna do the same thing to me in a negative way. So that is, okay, that is the moral standard for life. So before you do something, you should be conscious. You should be conscious of your thoughts, because thoughts are what you have in your mind. Thoughts are your thinking. So if you have bad thoughts and you are not conscious of your bad thoughts, those bad thoughts will cause bad actions. And those bad actions will lead to drama. Drama means bad situation, negative conflicts. Okay? Please don't misunderstand the word karma and the word drama. Drama is nothing about karma. Drama just means the conflicts that you have with other people, the conflicts with that you have with other people. So that is drama. Okay? And when you have lots of drama happens in your life, and you don't choose a positive way to solve those drama, you are gonna bring up karma. Create is a good word, right? But here, the drama create karma. You cannot use create in this negative case. We should change the word so that when we speak, we feel those words are appropriate in this case. Create, no, you should use the word like bring up. You bring up, okay, why do you bring this up? Why do you bring that up? Okay, it means why do you mention that thing? Here, please be careful between the word bring up and the word bring about. When you bring about something, it means you make it happen. Yeah, I just picked you because, but I don't think you recognize. So right now, I'm going to share everything to you. Okay, you make something happen. Here, bring about. I bring about. Okay, I bring up my actions, my bad actions bring about drama, and those kinds of drama cause karma. So you should choose. You should take a high road in order to be a good person. Here, acknowledge. So that is why people say that we should acknowledge what we do, or we should acknowledge our consequences and our actions before we start to act. Take a high road to be a good person. Take a high road, được gọi là sống một cách cao cả. Chọn một con đường cao được gọi là sống một cách cao cả, live a better life, sống cao cả, ok, gọi là chọn cái con đường chính thống.
Ở đây có cái cấu trúc được gọi là take a high road, rất là tuyệt vời nhé. Alright, so here, okay, I'm gonna give you guys a bit of time in order for you to fill. And here we have a situation. Guys, I'm gonna give you guys like 2 minutes for you to prepare a situation. And after 2 minutes, it means that 1 minute and 45 seconds. It doesn't mean that 2 or 4 minutes, okay? So 1 minute and 45 seconds for you to think of a situation. Let's start. And when you are thinking, I'm gonna keep talking in order to make you understand deeply the situation of the word not acknowledge. For me, okay, I easily make mistakes on pronunciation. I easily make mistakes in pronunciation of this word because it sounds not familiar. When we see the word knowledge, we only think about the piece of information that we collect after studying something. But here they use the word act and knowledge altogether to establish an action verb. And here we say, we are gonna say acknowledge. So you should learn this, okay, in this hard way. Acknowledge. I am aware of everything going on in my life, so I acknowledge bad situations. I should acknowledge the bad situation beforehand because no, because nobody is gonna help us to understand anything in this life. Nobody is gonna be okay. It's gonna be welcome in order to help us recognize our bad mistakes or our wrong thoughts, because nobody is free enough to help us to become a better version. They are busy with their lives too. So we should acknowledge our own actions in order for us to decide the right actions and to take a good course of act. Hành động nhé. Mình có cái từ hành động quên đi cho mấy bạn, cũng là cái cách mình nói mình được take a course of action, có nghĩa là bắt tay vào hành động, start to act, bắt tay vào hành động, we start to act. Alright, bắt tay vào hành động. Tiếng Anh ấy thì khi mà mình nâng cấp lên thì nó hơi khó chút xíu, nhưng mà khó gì thì cũng qua thôi. Right, okay, so the first person that I want to hear that is Zahan, Nhahan, and the last one is Bill. And guys, please remember that you have like 3 times for speaking. The first time is gonna be okay, is the first time when you speak up, it's gonna be okay, the time that I'm gonna fix your grammar errors or your word choice mistakes. At the second time, you can use your friends. You can reuse your friends' ideas, and please add some more new ideas to your situation. The last time, that is the third time when you speak up, that should be a complete piece of work, which means a good and excellent presentation. Okay. So here, okay, Johan, please speak up. Okay, show me your situation for the word acknowledge. And please Okay. help me. Show me. Criminals can don't acknowledge their actions when they stand in front of the law court because they cannot conscious of their thoughts when because they don't have moral, so they can kill a lot of people normally and illegally. Even though they cannot be caught by the police easily, but I think they will get their own karma soon. Oh yeah, that's it. Yeah. All right, and here, John, when you speak, you have lots of pauses. Please try to speak fluently. Don't pause.
When you have lots of pauses, it's gonna sound unprofessional. How to get rid of pauses when we are delivering the presentation. Hello, I am recording, so please pay attention to me. So first of all, we need to calm down because you should think that everybody makes mistakes. And we need mistakes to be successful, right? I learn from mistakes too. I start from a very bad student back in my high school. And I didn't even pass the university entrance exam, but I tried really hard to self-study. And then one day, boom, okay, I graduated from an international university. So you should make mistakes when you speak. And this is the only way for you to be an excellent student. And here, okay, before Niang speak up, Zhang, please re-prepare your situation and try to present to me again. Okay? You are making lots of mistakes today, okay? Lots of pauses. When you make lots of pauses, it sounds like you are a low grade speaker. Zhang have achieved IELTS 6.0 already, and you have had a degree in your hand, and you speak like IELTS 4.5. That is such big disappointment today. But it's okay. So here, okay, I'm gonna give you some advice, and my advice should be a small case for you to feel the words in real life practices. Here is my case. To live in poverty is not a good condition, right? Nobody wants to live in poverty, but there is no way for us to get rid of being poor, or in other ways you can say that you can pronounce the word falling poor. So the only way for us to move forward, to take a high road, is we should think about the moral of life. What is the moral of life? Live, okay, what is the moral of life? Living a healthy life is a moral of life. Studying is a moral of life. Being a good student is a moral of life. Eating three meals a day is also a moral of life. So the only way for us to know our actions, our behaviors, is that we have to teach ourselves to act, to acknowledge our own thoughts. If you think about something, you should ask yourself, am I aware of the consequences which are gonna be caused by those thoughts? If you have bad thoughts and you are not aware of your bad thoughts, which means one day you are gonna turn your thought into real actions, and those real actions are gonna impact your life in some way. Because you cannot say that you act alone in this life. You are not living alone on this earth. You live with 8 million people in this country, specifically speaking, Vietnam. So we should acknowledge our thoughts before we take a course of action, so that we will be highly aware of the karma from the trauma that we create. And once again, I use the wrong word, right? See, I use the word create for drama. Create drama is not wrong, but in this case, it sounds really negative. So we cannot use the word create for drama. We should say that bring about drama or cause drama. All right, before Zhang speaks again, Yang, you should be the second one. And then Bill, please prepare. You can combine Zhang Yang ideas with your own ideas. So Yang, please speak up. 1 minute and 45 seconds for you to speak. I haven't thought yet. Can you speak loudly? Can I hear anything from your side?
I haven't thought yet. Wow, it's very bad. You should think quickly. Think simple. Think in a simple way and think in a quick way. Because we're gonna say that we have no ideas. Ideas cannot come to us easily, just like money. Money cannot come to you easily. You should do something like do crazy thing, do crazy stuff, be crazy and stupidly, okay? Confident for no reasons. People look at you when you are confident, they are gonna pay you some money. That is your salary for being confident when you are stupid. If that is the truth, okay? So here, okay, I'm gonna give you guys Vietnamese meaning. Nhưng mà ở đây mình đã có cái từ thừa nhận nè. Acknowledge, tôi được gọi là thừa nhận trong tiếng Anh. Và nếu mà mình dùng từ thừa nhận thì mình sẽ không có cảm nhận được cái quá trình của cái từ này. Acknowledge là cái kết quả của sự nhận thức và sự chấp nhận một cái vấn đề đó. Khi mình nhận thức ra cái đó và mình chấp nhận đó là mình dùng từ acknowledge. Như vậy khi mà mấy bạn nói đến cái từ mà mình nhận thức, mình chấp nhận thì thường thì người ta hay nói về những cái chuẩn mực đạo đức. Giống như là bạn có nhận thức được những cái suy nghĩ của bạn không? Suy nghĩ của bạn nó có dẫn đến suy nghĩ của bạn nó sẽ quyết định ra cái hành vi của bạn. Hành vi có nghĩa là hành động, mà hành động của bạn nó sẽ quyết định cái tính cách của bạn, và tính cách của bạn nó sẽ quyết định đến cái cuộc đời của bạn. Thì đó là cái cách mà mình để mình tìm cái ý tưởng. Nhưng bây giờ cái từ mà suy nghĩ là gì? Suy nghĩ ở đây nó vừa là động từ ở cột số 2 đi và nó cũng vừa là danh từ trong tiếng Anh. Khi mà mình nói mình suy nghĩ, tôi suy nghĩ thì cái dòng suy nghĩ của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành động của mình. Và hành động trong tiếng Anh action quá đơn giản. Và hành động thì nó sẽ dẫn tới cái gì ạ? À? Khi mà mấy bạn tạo những cái hành động đó và mấy bạn cứ repeat, ok, replicate, trời ơi hay quá, replicate thì được gọi là do something again and again and again, ok, you replicate your actions. Khi mà mình cứ lặp đi lặp lại cái hành động của mình thì tất nhiên là mình sẽ tạo nó thành cái gì, cái thói quen, habit, ok. Và khi mà nó đã là thói quen rồi thì mấy bạn sẽ biến nó thành tính cách, characteristic or qualities. Và khi nó thành tính cách thì mấy bạn đã biến nó thành cái cuộc đời của mấy bạn rồi. Và lúc này mấy bạn sẽ nói là ôi thật là do là định mệnh, nhưng mà chả có cái gì mà gọi là destiny cả, tất cả là những cái bạn chọn hết. Đó là như vậy. Thì đây, khi mình muốn dùng được cái từ acknowledge thì mình phải suy nghĩ theo cái chiều hướng là acknowledge có nghĩa là thừa nhận, nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ không có đủ nghĩa. Nếu mà bây giờ mình dịch ra tiếng Việt thì mình không có xài được trong tiếng Anh. Tại vì có một số cái mà Google Translate nó đâu có đúng đâu. Nó chỉ đúng khoảng 50% thôi. Còn 50% còn lại nó đang thách thức cái người tiêu dùng coi có đủ thông minh không và đủ học thức không. Thì ở đây nha, muốn dùng được từ acknowledge. Đừng có đọc là acknowledge nha. Đọc vậy là sai đấy. Đọc vậy là tiếng Anh châu Á. Tiếng Anh cổ chuẩn của British. British English or American English được gọi là acknowledge. Đọc sao quen những gì thôi. Thừa nhận có nghĩa là mình nhận thức cái vấn đề đó và mình chấp nhận nó. Như vậy bây giờ mình tạo ra ý tưởng sau. Mấy bạn nhớ, mấy bạn thử tưởng tượng cái sự nhận thức đi. Mình nhận thức có nghĩa là mình nhận thức xem cái suy nghĩ của mình nó có đúng hay là sai. Cái thought của mình là bad hay là good, negative hay là positive. Như vậy khi mà mình có một cái suy nghĩ đúng thì mình sẽ ra được một cái hành động đúng. Và khi mà cái hành động của mình nó đúng á, thì mình lặp lại cái hành động đó nhiều là replicate actions. Cái từ repeat thì cũng được gọi là lặp lại, nhưng mà repeat có nghĩa là oh I cannot hear what you say, can you repeat what you say to me again, alright. Và không được dùng từ again, don't use again when you use the word repeat. Nhưng mà khi mình dùng từ repeat có nghĩa là mình lặp lại cái câu người ta nói thôi, khi người ta lặp lại cái câu của người ta nói. Còn bây giờ mình nói là lặp lại cái hành động đó không phải là câu nói, thì cái từ lặp lại dành cho hành động không phải là lời nói, là từ replicate. Replicate, replicate your actions. Như vậy bây giờ đang nói về làm sao để tạo ra ý tưởng để nói cho từ thừa nhận. Thừa nhận là không phải là nhận ra cái sự thừa thãi nha, không phải tạo ra cái từ ý nghĩa tiếng Việt rất là tào lao nha. Thừa nhận có nghĩa là tôi chấp nhận, tôi nhận thức được cái sự việc đó và tôi chấp nhận. Thì cái ý tưởng là thứ nhất, bây giờ mình nhận thức cái và chấp nhận, thì bây giờ có một cái ý tưởng là nói về nghiệp và phước trong cái cuộc sống hiện tại, trong cái xã hội hiện tại. Dùng cái từ cuộc sống thì nó quá đơn giản là life, mà mấy bạn dùng từ life mấy bạn nói thì rất là chán. Thì bây giờ mấy bạn nâng cấp nó lên thành từ society. Society là nói về một cái xã hội. Bây giờ nói cái xã hội thì bây giờ xã hội thì cao siêu quá, thì mấy bạn nhớ đến cái chữ mà community.
trong cái hàng xóm của bạn, trong cái khu xóm neighborhood, thì mấy bạn có một cái cộng đồng, và trong cái cộng đồng đó thì mình bị ảnh hưởng cái sự suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ nó quyết định hành động lặp lại thì nó quyết định thành thói quen nó quyết định thành tính cách, và tính cách nó quyết định thành cuộc đời. Thì trong sống như thế này thì mình phải nhận thức ra được cái suy nghĩ của mình để làm chi, để mình phân biệt được, để mình differentiate. Mấy bạn nhớ đến cái từ differentiate liền, phân biệt cái gì? Mấy bạn phải phân biệt được cái suy nghĩ tốt và suy nghĩ xấu. Differentiate ở cái okay, A from B, hoặc là distinguish A from B. Mình phải phân biệt được cái suy nghĩ tốt và suy nghĩ xấu để mình quyết định được hành động. Và bây giờ nha, cái từ quyết định thì nó còn ghê gớm hơn nha. Bây giờ muốn dùng cái từ quyết định đúng không? Người nói gì, cái gì mà có não và trái tim thì được dùng cái từ quyết định này, là decide. Decide là dùng cho người, vật, động vật có não và trái tim dùng được nha. Decide có hai cách, two ways for you to use the word decide: decide to do something, okay? Decide to do something or decide something. I am gonna decide the future because I teach you English, so I am gonna decide the future. And if you meet me in the morning, you can see that I always sleep in the morning, so I yeah, it means that I damage your future. So that is the way that people use the word decide in this situation. Decide. Như vậy khi mình dùng từ decide thì nó sẽ có hai dạng nha. Decide, quyết định, nhưng mà là chỉ dùng cho con người hoặc là động vật mà thôi. Còn bây giờ mình nói là sự vật quyết định cái gì, nó giống như là vật chất quyết định ý thức. Câu này rất là hay, đúng không? Việt Nam mình hay nói vật chất quyết định ý thức. Materials determine awareness. Trời, rất là đơn giản. Determine được gọi là quyết định. Cái từ determine này á, nó không phải là dạng quyết tâm đâu nha. Cái từ things determine này được gọi là quyết định trong tiếng Anh. Và quyết định, cái từ determine nó chỉ dùng cho vật mà thôi, thì gọi là things. Như vậy mình đang dùng cái này được gọi là A determine B. So determine sẽ là danh từ trong tiếng Anh. Đây là cách mà dùng cho vật. Còn đối với người thì người ta dùng decide to do something hoặc decide something. Và đây, vật chất quyết định ý thức. Đây là một cái sự suy nghĩ, ok, không có phải là lệch lạc, nhưng mà nó rất là đúng, hợp lý trong cái society hiện nay. Nhưng mà nó không có hợp lý trong cách mà suy nghĩ về gọi là luật nhân quả, universal law. Material determines awareness. Đây là như vậy. Như vậy tại sao mà mình đang đề cập đến đây, tại vì mình đang muốn tạo cho mấy bạn cái ý tưởng. Và cái ý tưởng này thì mình đang nói về mình muốn mấy bạn sử dụng cái động từ thừa nhận. Mình thừa nhận cái chi, mình nhận thức ra được cái gì và mình chấp nhận cái gì. Tôi nhận thức, mình phải nhận thức được hành động của mình, tại vì nếu tôi không nhận thức được hành động của tôi thì hành động nó sẽ biến thành tôi không nhận thức được cái sự suy nghĩ của tôi thì sự suy nghĩ của tôi nó sẽ biến thành hành động, và hành động mà tôi làm hoài thì nó sẽ biến thành cái thói quen, và khi thói quen của tôi làm rất là nhiều thì tôi thì nó sẽ biến thành tính cách, và tính cách nó sẽ quyết định cái cuộc đời của tôi. Cho nên tôi phải nhận thừa nhận tôi phải gọi là nhận thức và nhận tôi phải nhận thức ra được cái sự suy nghĩ của tôi, và tôi phải chấp nhận cái hậu quả. Cho nên khi mà mấy bạn dùng từ acknowledge này, hãy bỏ đi cái cách mà suy nghĩ tiếng Việt nha, đừng dùng từ thừa nhận, mà hãy nói rằng là tôi nhận thức và chấp nhận cái gì đó, thì nó sẽ rõ nghĩa hơn. Tôi nhận thức và chấp nhận những cái sự suy nghĩ của tôi cần chấp nhận cái sự suy nghĩ của tôi suy nghĩ xấu thì tôi phải chấp nhận xấu, chứ tôi không thể nào mà fake với bản thân tôi là tôi đang suy nghĩ xấu, mà tôi tìm những cái reasons để tôi chứng minh cho bản thân tôi thấy là tôi là một người sống tốt. Cái đó là ngụy biện, cái đó là fake people. You fake, okay, to yourself, but you fake to other people. Là như vậy. Ok, và bây giờ thì hãy nhớ cái từ acknowledge, đừng bao giờ dịch là từ thừa nhận. Bây giờ hãy bỏ nghĩa tiếng Việt đi, hãy nhớ rằng là cái gì đó mà mình nhận thức ra và mình chấp nhận nó thì mình sẽ dùng từ acknowledge. Tôi nhận thức ra được cái hành vi của tôi và tôi chấp nhận cái hành vi của tôi để tôi có thể thay đổi được, sửa đổi được. I acknowledge my behavior because I know that my behavior is very wrong. And I have to be aware of my behavior so that I will be able to see whether I do wrong or right. And if I acknowledge my wrong behavior,
Which means one day I can stand up, I can fix my own behavior. So this is the way that you say, this is the way that you think. So right now, Nhã Hân, okay, or Zahan, please speak up. And Bill, you should be ready to speak up. Zahan, can you show me your situation? 1 minute and 45 seconds for you guys to speak. Okay. All right. If you want to be a policeman or a lawyer, you have to be acknowledge your actions and conscious of your thoughts, because when you have somebody to when you have somebody, you have to have your own moral and your professional ethics. When if you shield the criminals, you can your action can cause the past consequence for your customers, and you can be get your own karma. You can be get your own karma. You will be able to get your own karma. Khi mình dùng cái từ can đó, mình feel nó đi, mình cảm nhận nó đi. Khi mà mấy bạn dùng từ can đó, nghĩa của nó không có tệ hại đến cái kiểu mà mình phải gán ghép cái từ can đó cho cái nghiệp đâu, cái từ nghiệp đâu. Thay vì mình dùng cái từ can, mình chuyển qua thành dùng từ will be able to, thì mình sẽ nghe gọi là nó hợp miệng hơn. Như vậy lý do tại sao mà mình có những cái từ đồng nghĩa, xài từ đồng nghĩa hãy cẩn thận nha, không phải tiếng Anh muốn xài đồng nghĩa hoặc là thành ngữ mà xài là xài nha. Tại vì khi mấy bạn xài từ đồng nghĩa thì mấy bạn phải coi coi cái từ đồng nghĩa đó nó có hợp trong cái ngữ cảnh đó không, và nó có hợp trong cái giọng văn nói đó không. Mình nói mà mình khựng miệng một cái là cái từ đồng nghĩa đó mình dục đi luôn, chứ đừng có nên xài. Đó là như vậy nha, cẩn thận nha. Very good, John, okay. So here, okay, let's listen to other people. All right, so what about Nhã Hân? Do you have any ideas to show me? Nhã Hân, please speak. Okay. All right, 1 minute and 45 seconds for you. I admit that I am not a good I am not a completely good person. Sometimes I acknowledge that what I do is not right, such as telling lies or stealing money from my mother to buy snacks, but I still do it, even though I am aware that I am wrong, but I can stop the temptation of money. I have to think a lot. What I do is right or wrong, and I decide to stop my action, and I can relocate my action, because it will create bad habits and form my bad personality. That's it. Very good. It's much better. You can speak, but your problem is you is that you always take you always ask for a lot of time for you to think of ideas. That is your problem. But in this life, nobody can give you much time or the amount of time that you want. So what you need to do is you have to make sure that you will come up with as many ideas as possible. Of the ideas, okay, can be good or bad. It doesn't matter. What matters is you should speak up. That is the only thing that you should do in order to improve your English. So okay, the next person that I want to hear is Bill. Okay, Bill, can you speak up? And please remember to speak loudly for the equipment to record the voice. Let's start. Yes.
crucial for acknowledge your awareness depends on your notion and behavior, because if your awareness is wrong, it can directly impact to your moral and your life. So you should change your thoughts to your action and Is that okay, please? Please come on. assist your characteristic to be better. And that's all. That's all? Yeah, thanks a lot. All right, Bill has done such a good work, but here we have to be we have to think something like this. It's not that easy to be fluent in English, and you don't need to have like the best scores or the best speaking abilities at this time, because at this moment you are studying, you are in the process of studying, so you can make mistakes, and mistakes are allowed to happen. So to don't be scared when you make mistakes. And here I want you guys to pay attention to this branch of ideas, life, okay, the branch of life and the branch of karma. And we are gonna practice, okay, these vocabularies in situations. That is the hard things. All right, as usual, I'm gonna have you guys. We are Vietnamese and we live in Vietnamese community. We know that every place in Vietnam is really complicated. The community in Vietnam is okay. The community in Vietnam depends on the kinds of people living there. So that is why people say that if you want to make progress in your life, if you want to improve your mental health or your physical health or your education, you should move to a good neighborhood. And here, okay, we live in a neighborhood, but we are not sure about people living there. That is why we have to differentiate. We have to differentiate kinds of people. And we have to categorize people in groups. Categorize people in groups, categorize something in groups. Why? Because okay, the reason why for us, the reason for us to categorize people in groups is that we have to know which kind of people are good for us and which kind of people are bad for us. If we surround ourselves with bad people, we are gonna be impacted negatively in some way. Their energies, their bad energies will be transmitted to us. People say that when you are a good student and you hang out with or live with a bad student, that it doesn't mean that you should get rid of them or you should avoid bad people. It just means you should be aware of everything, everybody in your life, so that their energies, okay, their energy are not gonna be transmitted to you. Transmit, okay, it means that it's gonna go from this person to another person. Energy, okay. Sorry, here. Energy, okay, Vietnamese, it means cái trường năng lượng. Thì energy nghĩa thứ nhất là năng lượng, trong tiếng Anh mình ăn vô mình nạp năng lượng, cái tên energy là năng lượng. Cái thứ hai thì còn là cái trường năng lượng. Nó thiên về giống như là mình ở bên người nào á, thì là cái tự nhiên cái mình giống người đó. Tại vì mình talk,
I talk like that person. I eat like the person because I like the way that that person is. So wanna be friends with a person, but I can't acknowledge that person's behavior. If I cannot acknowledge that person's behavior, my attitudes, my manners, my thoughts are gonna be the same. Okay, so that is why we people say that we should be conscious of the kinds of people that we surround ourselves with. Surround. Surround is an action verb. A, okay? Surround. I surround myself, okay, with something. Yeah. So here, when you surround yourself with bad people, you should acknowledge their behaviors, their thoughts, so that you can get rid of their thoughts. You shouldn't imitate, okay? Imitate. You shouldn't imitate. Imitate means what they do, you are gonna do the same thing. What they think, you are gonna think the same way. What they act, you're gonna act the same way, so that they imitate, okay? You shouldn't imitate people, bad people. So that is why they say that in order to be successful in this life, success doesn't mean that you should have lots of money. Success doesn't mean that you should have lots of cars or lots of houses or lots of husbands, lots of wives, okay? It doesn't mean something like this. Simply, okay, success means that you have a good life. A good life can be, oh, okay, in the morning you have a cup of coffee and you have a peaceful day to work, to start, you meet new people and you make some money, and these kinds of money can help you to maintain your life. That is a successful life. Here, okay, we say that we should acknowledge bad people's behaviors in order for us to get rid of their bad energies. When we meet bad people, those bad people, when we meet those bad people and we cannot acknowledge their bad energies, their bad thoughts, our thoughts, our way of thinking is going to be impacted badly by them. And when your thoughts are bad, it's going to lead to lots of things. Your actions are going to be changed in a negative way. And of course, one day you find out that you become another person. Another person here is not is is not is not okay. It's no one. Another person here is not a kind of person new to you or different from the old version. The another person here is an image of a bad person who you surround yourself with. Another person here is an image of a bad friend who you be friends with. So you should beware. You should acknowledge people's behaviors for you to get rid of their behaviors. We shouldn't get rid of people, because if you avoid people, you are gonna hurt them in some way. And it's not a good thing to hurt other people. We don't have a right to hurt other people, right? We should respect people. We respect people no matter how stupid they are, how bad they are, how gangsters they are. We respect them because they are human beings. We are born human, so we should respect everybody. We should respect every individual and every entity. Đó là cái cách mình nói đây. Mình chỉ cần là ráp như thế thế thôi. Các bạn nhớ cái từ mình gọi là chủ thể. Chúng ta là chủ thể. Chúng ta là mỗi cái chủ thể. Chủ thể có nghĩa là gì? Đơn giản là một cá nhân nào đó hoặc một cái vật nào đó, và mình phải có một cái tiếng nói. Mình không phải là slave, mình không phải là nô lệ. Cho nên người ta hay gọi là tôi không phải là nô lệ, tôi là một cái chủ thể. Giống như là mình là một cái thể xác có hồn và mình được sinh ra là nhân loại. Như vậy người ta dùng cái từ chủ thể rất là hay nha. Chị hay là gọi là entity. Và mình biết cái từ chủ thể này là khi mà mình đọc cái cuốn là Muôn Kiếp Nhân Sinh, là cái cuốn này nè, ai rảnh thì có mua cuốn này nha, Many Times Many Lives. Cái cuốn này là mình lượm lặt được là khi mình đi lên núi và sau đó mình buồn quá cái mình đi xuống núi, cái mình đi vào một cái siêu thị, tự nhiên cái mình nhặt được cái cuốn này, và may mắn là nó ở trong tiếng Anh luôn, là mình đọc, và trong khi mà đọc mình phát hiện ra được cái từ chủ thể này dùng rất là hay nha, entity.
Ở đây tại sao mình nói đến từ chủ thể thì người ta hay nói rằng là tôi phải nhận thức và chấp nhận cái lối suy nghĩ của cá nhân tôi. Thì bây giờ mình dùng cái từ cá nhân nó quá đơn thuần ở trong tiếng Anh đi, ta cá nhân gọi là individual, thì mình có thể nói tôi là một chủ thể, và là một chủ thể thì tôi cần nhận thức và chấp nhận những cái lối suy nghĩ của bản thân tôi. Tôi phải hiểu bản thân tôi để tôi tách biệt được bản thân tôi ra khỏi những cái chủ thể khác. Mình đang có cái từ tách biệt trong tiếng Anh, mình tách biệt mình ra khỏi, tách biệt nha, được gọi là separate, separate A from B, tách biệt nha. Còn cái kiểu mà gọi là tách biệt và gọi là vứt ra khỏi xã hội, giống như là mình cô lập bản thân mình lại, thì mình đang có từ được gọi là isolate. I isolate myself, okay, from people. Isolate có nghĩa là mình vừa tách biệt mà mình vừa cô lập bản thân mình không có muốn ai mà đụng chạm đến mình cả, món ăn đến mình cả. Thì ở đây được gọi là cái động từ isolate, đó là như thế. Và ở đây thì hồi nãy giờ là mình đang thực hành cái từ là acknowledge, và trong Google dịch thì nó dịch là thừa nhận, là dịch rất là tào lao, hoặc là chấp nhận là sai nhé. Acknowledge thì mấy bạn phải hiểu là tôi nhận thức ra cái gì, tôi nhận thức và tôi chấp nhận cái gì đó. Và đây là cái ví dụ để cho mình thực hành được cái từ acknowledge. Ở đây nói về ví dụ về cuộc sống. Nói về cuộc sống thì hiện trạng bây giờ thì người ta hay nói về cái trường năng lượng. Mình làm bạn với một người thì mình phải nhận ra và mình chấp nhận cái trường năng lượng của người đó. Để làm chi? Để mình tách biệt được bản thân của mình, là separate bản thân của mình từ những cái suy nghĩ mà tiêu cực từ người đó. Khi mà mình tách biệt ra để mình chứng minh được cái gì, to prove mình là một cái chủ thể độc lập. Chủ thể độc lập và độc lập tự do hạnh phúc của Việt Nam với từ độc lập là gì? Independent. Independent. Ok. Tôi gọi là độc lập nha. Độc lập là gì? Nếu mà tiếng Việt còn chưa hiểu thì lập luận tiếng Anh là thua nhé. Độc lập có nghĩa là mình thân lập thân á, có nghĩa là một mình có tiếng nói riêng. Ok, được gọi là độc lập. Còn mình có những cái hành vi riêng của mình thì mình phải acknowledge, ok, mình phải như thế nào đây? Nhận thức và chấp nhận, nhận thức ra và chấp nhận những cái hành vi của người khác để mình tách biệt được cái hành vi suy nghĩ của mình với người khác. Để làm gì? Để mình cảm nhận được rằng là mình là một cái chủ thể riêng biệt và mình không thể nào bị ảnh hưởng bởi người khác. Thì khi mà mấy bạn dùng cái từ mà chủ thể là entity này, thì mấy bạn sẽ có từ được gọi là ảnh hưởng trong tiếng Anh. Ảnh hưởng là impact. Và muốn dùng được từ bị ảnh hưởng thì hãy nhớ cái gì mà bị và được thì nhớ đến cấu trúc bị động trong tiếng Anh. Đơn giản thôi. Chứ đừng có học mà theo kiểu lý thuyết của nhà nước là cấu trúc bị động làm A, B, C, D, E, F rồi nguyên các bạn chữ cái luôn mà cũng chưa biết xài cái cấu trúc bị động là gì luôn. Là khi mình cứ nhớ là cái trong tiếng Việt của nó là bị và được thì lúc đó mình dùng cấu trúc bị động thế thôi. Và ở đây mình có đề cập đến cái từ gọi là trường năng lượng. Tại sao mình đang dẫn đến một cái tình huống rất là hay nha, là mình gọi là như thế nào ta, mình gần gũi những cái người nào đó thì những cái người đó nó sẽ mang, những người đó có cái trường năng lượng riêng của người đó. Thì cái từ energy vừa dùng cho cái chữ là năng lượng là tôi drink coffee để tôi recharge, để tôi nạp cái năng lượng của tôi là energy. Và cái từ energy cũng được gọi là cái trường năng lượng, là cái người đó mà có cái trường năng lượng xấu xa, là người mà bad people đó, họ có cái trường năng lượng xấu xa mà mình không có acknowledge được cái trường năng lượng xấu của người đó, mình không có nhận thức ra được cái trường năng lượng xấu của nó, mình cũng không chấp nhận được cái từ trường năng lượng thật sự xấu của người đó, thì mình sẽ bị ảnh hưởng, mình sẽ bị impacted. Và khi mình bị ảnh hưởng thì mình sẽ biến thành một cái con người khác. Đó là lý do tại sao mà mình miêu tả cái mình sử dụng cái từ truyền năng lượng ở đây. Thì đây, thứ nhất là mình đang sử dụng từ truyền năng lượng nè, thứ hai mình dùng cái từ chủ thể nè, thứ ba mình dùng cái từ cá nhân nè, để chia, để mấy bạn phân biệt được đâu là bạn, đâu là mình. Và khi mà mình acknowledge được ở cái trường năng lượng của một người nào đó, một cái chủ thể nào đó, thì mình sẽ hiểu được, ok, mình sẽ hiểu được mình cần làm gì để bản thân mình tốt lên và mình cần làm gì để cho người khác tốt lên. Nếu mà mình làm điều xấu với người đó thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi luật nhân quả, và luật nhân quả trong tiếng Anh từ chuẩn của nó là causality law, ok. Mình có dùng từ universal law dịch ra gọi là luật mà của vũ trụ ấy, hoặc là cái luật mà nó vòng quanh thế giới, luật của thế giới thì là sai, luật nhân quả là causality law. Và ở đây mình đang muốn mấy bạn sử dụng cho bằng được cái từ acknowledge này nhá. Từ acknowledge này có nghĩa là mình
nhận thức và mình chấp nhận một cái hành vi nào đó, một cái lối suy nghĩ sai lầm nào đó để bản thân mình nhận ra rõ. Và khi bản thân mình nhận ra rõ thì mình sẽ tránh đi những cái nghiệp mà mình gây ra từ cái hành động vô tri vô giác của mình. Nghiệp là gì? Karma. Nghiệp là karma nhé. Còn drama chỉ là những cái xung đột trong cuộc sống thôi. Và xung đột là gì? Khi mà mình tiếp xúc với một người xấu thì mình approach một cái người xấu đó, và mình talk to một cái người xấu đó, và mình live và mình hang out with một cái người xấu đó, thì cái energy của người xấu đó sẽ cái transmit to cái gọi là cái bản thân mình. Và khi mà cái energies của họ transmit to mình mà mình không có acknowledge được, mình không có nhận thức ra, và mình không có chấp nhận được cái trường năng lượng của họ, thì mình sẽ không có tránh được, mình không có get rid of được, và mình sẽ để cái energies có cái impact mình luôn, là cái ảnh hưởng mình luôn. Và khi mà cái energy sẽ impact mình là mình sẽ sao, là mình sẽ imitate, ok, mình imitate cái thoughts của người đó, mình imitate cái behavior của người đó, mình imitate cái manner, mình imitate cái attitude của người đó. Và khi mình imitate một cách successfully luôn, một cách thành công luôn, thì mình sao, mình sẽ tạo ra được những cái xung đột giữa mình và những cái người khác, tại vì mình đã chỉ trở thành một cái bad person rồi. Thì khi mình đi đâu mình cũng tạo ra xung đột đó, là create conflicts. Và khi mình có xung đột với những người khác thì người ta sẽ nói rằng là mình gọi là mình gây ra những cái chuyện này, mình gây ra những cái vụ này, cái chuyện một cái vụ trong tiếng Việt được gọi là cái drama. Khi mình gây ra nhiều drama quá thì mình sẽ lãnh nghiệp từ cái hành vi của mình, thì cái từ karma được gọi là nghiệp, và những cái vụ, những cái chuyện, những cái sự phiền phức, những cái sự xung đột gây ra được gọi là drama. Từ lãnh là gì các bạn? Lãnh không phải lãnh án tù hay là gì nọ đâu. Lãnh nhận đấy, chính xác. Ok, mình nhận cái gì đó thôi. Oh, I receive karma. Nghe nó hay nhỉ. Nhận mà nhận karma, nhận nghiệp đó. Receive. Có một số người là người ta gọi là hân hạnh welcome cái drama, cái karma luôn. Tại sao? Tại vì người ta acknowledge được cái nghiệp của người ta, thì người ta sẽ welcome cái nghiệp của người ta để làm chi? Để người ta pay cái nghiệp của người ta. Pay ở đây có nghĩa là trả nha. Trả đây không phải là trả tiền thôi đâu. Trả đây có nghĩa là vừa tiền mà vừa trả giá. Trả cho những cái gì mà mình gây ra đó, cái pay for what you've done, okay, to the society. Đấy, đấy. Và khi mà mình do cái gì bad thì mình receive cái gì đó in return luôn. Mà mình làm cái gì xấu thì mình sẽ nhận lại được cái đó. Thì đây là cái cách mà mấy bạn tư duy ý tưởng cho cái từ acknowledge. Tại vì cái từ acknowledge này nó không có dễ dùng. Nó không có dễ. Nếu mà nó dễ thì mình đâu có dẫn mấy bạn qua cái Phật pháp này đâu. Thật ra thì đây không để đây là gọi là học về Phật pháp, với những cái từ vựng về Phật pháp ấy. Người ta hay gọi là hôm nay con đi tụng kinh. À đúng rồi, đang dạy học tiếng Anh tự nhiên có học sinh nói ngờ teacher hôm nay con off thì tại vì con đi tụng kinh. Rất là vui luôn. Practice, cái tụng kinh là gì? Practice Buddhism thì được gọi là luyện tập, và Phật pháp được gọi là tụng kinh đó mấy bạn. Như vậy ở đây là tụng kinh. Và mấy bạn có thể nói là khi mà tôi acknowledge được cái nghiệp của tôi, thì cái cách mà tôi solve, cái cách mà tôi hóa giải là tôi đi tụng kinh. Một trong những cách hóa giải, nhưng không phải là hóa 100% đâu. Mấy bạn gây nghiệp thì mấy bạn phải thả lỏng thôi, chứ không có kinh kệ nào mà nó giúp cho mấy bạn hóa hết nha. Hóa giải là gì? Hóa giải là gì trong tiếng Anh? Hóa giải là giải quyết, đơn giản thôi. Cái gì mình giải quyết được là mình hóa nó giải được luôn. Như vậy đơn giản là solve. Như cái tiếng Việt nó rất là phong phú và nó rất là diverse. Khi mà nó phong phú và diverse như thế này thì mình cứ lắp 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 từ vô thôi, như thế thôi. Rồi đây nhớ nha, tại sao mình dùng từ acknowledge mà mình tư duy ý tưởng đến Phật pháp? Tại vì từ acknowledge nó liên quan đến cái sự là tôi nhận thức ra vấn đề đó và tôi chấp nhận vấn đề đó. Nhận thức và chấp nhận, tại sao nó đi chung với nhau trong cái từ acknowledge này? Khi mấy bạn nhận thức ra một cái vấn đề và mấy bạn không chấp nhận cái vấn đề đó, có nghĩa là bản thân của mấy bạn nó đang trong denial. You are in denial of the truth. To be in nhiều quá vậy. To be in denial, okay. You are in denial of something. Mà các bạn in denial of something có nghĩa là các bạn đang trong cái tình trạng mà mấy bạn dối trá với bản thân. Mấy bạn biết mấy bạn xấu, nhưng mà mấy bạn đưa ra những cái lý do biện hộ để mấy bạn tin là mấy bạn tốt. Tại vì mấy bạn, trái tim của mấy bạn muốn trở thành người tốt, nhưng mà cái não của mấy bạn đang làm điều xấu. Thì mấy bạn sẽ gọi là oh, oh, oh my gosh, I am in denial of myself. Khi mấy bạn trong cái denial thì có nghĩa là mấy bạn đang giả dối về việc làm gì đó. I am in denial of my thoughts, có nghĩa là mấy tôi đang giả dối trong cái sự suy nghĩ của tôi. Lý do tại sao mình đang nói là quay lại nha, acknowledge, mình lấy cái tư duy về nghiệp và tư duy về cái gì,
drama karma, ok, nghiệp và luật nhân quả trong cái trường năng lượng đó, trong cái tình huống này. Bởi vì acknowledge có nghĩa là tôi nhận thức và tôi chấp nhận. Người Việt mình nhận thức nhưng mà không chấp nhận. Người nước ngoài là nhận thức và chấp nhận. Người mà gọi là đã nhận thức ra tất cả rồi thì người ta sẽ nhận thức và chấp nhận để chi, để người ta có thể giải quyết được những cái vấn đề mà người ta thiếu sót. Cho nên cái từ acknowledge này dịch Google là không xài được nha. Từ acknowledge này không thể dịch Google. Từ acknowledge này chỉ có thể hiểu rằng là mình nhận thức và mình chấp nhận cái vấn đề đó. I acknowledge cái gì đó, hoặc I acknowledge that cái gì đó nó sẽ xảy ra. Rồi hãy nhớ nha. Rồi, như vậy sau khi mấy bạn học thì mấy bạn vui lòng làm một cái video thuyết trình nha, tối nay nha. Đây là một cái video thuyết trình gửi cho mình nha. Và đây là cái biểu đồ tư duy của cái ý tưởng đầu tiên. Rồi mình sẽ xuất cái biểu đồ tư duy này ra và gửi cho mấy bạn qua bên Zalo. Alright, thanks a lot for this class. Have a nice evening and see you again in another class. Bye bye. Can I send you the presentation to the next evening? Because when I get the second class, it's not for you. It's okay.